Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã đến với kênh YouTube của Công Dũng Đa Phát. Kênh Công Dũng Đa Phát là một kênh hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì ngày hôm nay là một ngày thứ tư, tôi cũng đi làm một video ngắn để phân tích lại thị trường VN Index trong phiên giao dịch ngày 13 tháng 4 và đưa ra các kịch bản nhận định cho VN Index trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 4. Sau đó thì tôi cùng các anh chị mình sẽ cùng nhau đi phân tích những cổ phiếu nổi bật của các nhóm ngành như dầu khí, bất động sản, phân bón hóa chất và thép. Nếu các anh chị thấy video của tôi đem đến những kiến thức hữu ích thì cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ để lại cho tôi một like và một phần đăng ký kênh để những video sau tôi làm được tốt hơn. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư mình rất nhiều. Và sắp tới đây tháng 5 thì tôi cũng có tổ chức một khóa học về phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền và hành vi của tổ chức kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, với tiêu chí là những nhà đầu tư F0 sau khi học khóa xong khóa học này thì sẽ thành thạo việc đọc hiểu biểu đồ và có thể dự đoán phân tích được các xu hướng của cổ phiếu cũng như lựa chọn được những điểm mua, biết được đâu là những cái thời điểm mà chúng ta có thể tham gia được và những thời điểm nào chúng ta sẽ phải rời khỏi thị trường bán cổ phiếu. Thì tất cả sẽ có trong khóa học vào tháng 5 tới, dự kiến sẽ khai giảng vào ngày mùng 3 tháng 5. Và ở cái phần mô tả của video đó chính là cái link đăng ký. Các anh chị vào đó và đọc và sẽ đăng ký cái khóa học để tôi biết và tôi sẽ liên lạc với các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nào, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi nhìn lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Có thể nói phiên giao dịch hôm nay là một phiên VN Index hồi phục rất là mãn nhãn. VN Index tăng với mức 21,95 điểm, gần 22 điểm, lên mốc 1.477. Trong đó thì có 331 mã tăng, 47 mã tham chiếu và 126 mã giảm. VN30 thì tăng 18,19 điểm, lên mốc 1.525. Trong đó thì có 27 mã tăng, 3 mã tham chiếu và không mã nào giảm. Có thể nói nhìn tổng quan thị trường thì chúng ta thấy thị trường tăng lan tỏa tới tất cả các nhóm ngành, từ bất động sản, ngân hàng, hóa chất, dịch vụ tài chính, bán lẻ, xây dựng vật liệu, viễn thông cố định, bảo hiểm nhân thọ, nói chung là nó lan tỏa ra tất cả các nhóm ngành. Và thị trường được kéo chủ yếu từ các cổ phiếu trong VN30 và những cổ phiếu vốn hóa lớn các anh chị nhé. Chuyển động của tổ chức thì chúng ta có thể thấy khối ngoại hôm nay là bán ròng 9,91 tỷ. Tuy nhiên thì họ cũng đã có chi ra đến 1.500 tỷ để họ mua thỏa thuận của cái cổ phiếu MWG anh chị ạ. Thì thường thì khối ngoại mà đã mua hàng thì tức là thị trường của chúng ta một là tiệm cận đáy, hai là đã đến đáy trong cái phiên điều chỉnh anh chị nhé. Hôm nay thì dòng tiền lan tỏa đến tất cả các nhóm ngành như dòng ngân hàng này, rồi bảo hiểm này, rồi một số cổ phiếu của dòng thép, rồi các cổ phiếu của VN30 của các nhóm trụ cổ vốn hóa lớn. Thì chúng ta có thể thấy là VN30 không một cổ phiếu nào giảm giá và chỉ có 3 mã tham chiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng thôi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi nhìn nhận lại thị trường. Hôm nay VN Index đóng cửa với cái giá trị giao dịch là 22.000 tỷ với một cây khối lượng dưới trung bình. Tuy nhiên thì cái mức tăng là 21,95 điểm, rất là tốt các chị ạ. Có thể đây là một cái phiên hồi phục gần như là lấp được cái cây nến giảm điểm ngày hôm qua, nó gần đến. Thì trong cái nhịp này hôm nay thì tôi cũng không khuyến nghị mọi người mua một cái cổ phiếu nào cả, bởi vì đây mới chỉ là một cái phiên hồi phục thứ nhất, cũng chưa có những cái điểm an toàn để chúng ta tham gia các cổ phiếu sau khi đa số các cổ phiếu nó đã bị gãy chen xu hướng nhé các anh chị nhé. Thì cái kịch bản ngày mai thì khả năng cao thì VN Index nó sẽ có những nhịp tăng điểm nhẹ như những cái phiên này. Đấy, nó sẽ có những cái nhịp tăng điểm nhẹ. Sau đó thì cũng có khả năng nó sẽ quay xuống, quay lại để nó test lại một lần nữa. Đấy, nếu hoặc là nó sẽ tích lũy đi ngang ở trong cái biên độ trên cái cây tăng giá này để nó dần dần nó tiệm cận lại cái đường M20. M20
lúc này đóng vai trò là một cái kháng cự của thị trường anh chị nhé. Đầu tiên thì nó phải vượt qua cái kháng cự của cái đáy cũ đã. Đây, kháng cự của cái đáy cũ thì nó sẽ phải vượt qua cái mốc 1480 đến 1486 này. Sau đó thì nó mới tiệm cận được đến đường MA20, MA20 đó là mốc 1492. Thì khả năng ngày mai VN Index sẽ va chạm với cái vùng này để kiểm định lại vùng kháng cự, rồi nó mới có những cái xu hướng tiếp theo. Nếu ổn định thì nó sẽ tích lũy lại ở trên đường MA20. Đấy. Còn nếu mà những diễn biến mà nó xấu hơn thì khả năng nó sẽ quay lại để nó test, nó sẽ có hai kịch bản như thế các anh chị nhá. Thì mọi người lưu ý để xử lý những cái cổ phiếu của mình. Hôm nay tôi nhìn thấy thì đa số các cổ phiếu nó đều chưa xuất hiện những cái điểm mua mới các anh chị ạ. Nó mới chỉ là một cái phiên hồi phục, cũng chưa có nhiều điều để nói để chúng ta có thể bắt đáy ngày hôm nay. Bắt đáy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chờ đợi sau khi thị trường nó ổn định, khả năng các cổ phiếu nó quay xuống nó test lại thì chúng ta mới bắt đáy cái đáy số 2 của nó nhé các anh chị nhé. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng thì hôm nay cũng có những cái phiên tăng điểm nhẹ, tuy nhiên thì nó cũng chưa xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia. Ví dụ như cái cổ phiếu ACB này thì chúng ta phải chờ đợi cho cái khối lượng mà nó cạn kiệt hơn nữa, thì lúc đó sẽ mở ra những cái vị thế để chúng ta có thể tham gia các anh chị nhé. BID thì cũng là một phiên hồi phục thôi, đây không phải là những cái điểm mua của cổ phiếu. CTG cũng vậy, EIB, hầu như tất cả các cổ phiếu hôm nay chỉ là một cái phiên hồi phục, cũng chưa xuất hiện một điểm mua nào để chúng ta tham gia đâu nha các anh chị nhé. Những điểm mua mà ở cái vùng đáy này thì là những cái điểm mua mà nó không đem lại sự an toàn cho chúng ta. Mà đầu tư cổ phiếu là đầu tư lâu dài và dài hạn. Vì thế chúng ta phải mua làm sao những cái điểm mà chúng ta tham gia nó sẽ đảm bảo an toàn ít nhất là đến 70-80% cho tài khoản chúng ta nhé. Còn cái xác suất, cái thị trường chứng khoán này nó là những cái bài toán xác suất và dự đoán xu hướng. Vì thế nên chúng ta mua làm sao để chúng ta đạt được cái điểm an toàn nó cao nhất. Cũng có thể có trường hợp chúng ta mua ở một điểm mua khá là đẹp, tuy nhiên nó đã bị gãy, nó sẽ bị gãy vì cái yếu tố giảm điểm chung của thị trường, thì đấy là cái điều không thể tránh khỏi. Và đấy là nó làm sao để chúng ta đưa nó vào những cái tỷ lệ mà phần trăm thấp hơn so với cái vị thế chúng ta đặt vào là an toàn nhé các anh chị nhé. Thì nhìn chung các ngành cổ phiếu, nhóm ngành ngân hàng nó vẫn chưa xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia lại đâu. Chúng ta vẫn giữ vị thế là quan sát nhé các anh chị nhé. Không việc gì phải vội cả. Đầu tư chứng khoán là phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn để chờ đợi những điểm mua đẹp, kiên nhẫn để chốt lãi cổ phiếu và dứt khoát trong việc bán cổ phiếu khi cổ phiếu bị gãy cây nhé anh chị nhé, trước khi nó giảm điểm và chúng đem lại cái lợi nhuận thua lỗ cho chúng ta. Cái đấy là phải dứt khoát là phải bán. APG, APS, ART, BSI, tất cả các cổ phiếu sau một cái thời điểm gãy thì nó đã quay trở lại hồi phục chung với thị trường chung. Tuy nhiên thì để mang đến những cái điểm mua thì chúng ta không thấy những cái điểm mua của các cổ phiếu ngành chứng khoán ấy, anh chị nhé. Còn VND là một cái cổ phiếu mạnh của dòng chứng khoán, tuy nhiên thì xét về mặt khối lượng ở những cái phiên tăng điểm và phiên tích lũy như thế này, khối lượng nó không đạt những cái tiêu chí để về phân tích kỹ thuật để chúng ta tham gia đâu anh chị nhé. Đây là nếu ai có mua thì mua liều, mua đuổi, hên thì ăn mà xui thì thua lỗ. Còn những cái điểm này không phải là những điểm mua vì khối lượng của nó lớn quá, không đạt yêu cầu. Trong một pha tích lũy khối lượng nó phải cạn kiệt đi thì chứng tỏ rằng cái lực bán nó đã giảm sút, chứ không phải là lực bán mà vẫn còn nhiều như thế này thì rất dễ là cái cổ phiếu này nó sẽ có những cái nhịp nó điều chỉnh lại nhé anh chị nhé. Cho dù chúng ta đánh giá nó mạnh đến đâu nhưng nó cũng không thể chống lại được cái yếu tố mà cung cầu của thị trường đâu. Dầu khí thì có BR thì hôm nay có một cây nến rút chân quay trở lại cái vùng kháng cự của nó, bây giờ cái đáy này chính là cái kháng cự của nó rồi anh chị ạ. Thì cũng chưa có nhiều điều để nói và không có điểm để tham gia. CNG hôm nay giảm sâu thì nó hồi phục mạnh và cũng không có những điểm tham gia. MACD thì tạo được
hai đáy rồi, à hai đỉnh rồi, thì chúng ta có thể thấy ở đây là hai đỉnh phân kỳ âm. Phân kỳ âm thì chúng ta nên cẩn thận với những cái cổ phiếu này. Gas Oil cũng chưa có điểm mua để tham gia. PLC cũng vậy, cũng là một cái phiên chạm đáy và đi lên, chạm cái vùng hỗ trợ và đi lên. PLX, Power, PVB cũng vậy, PVC thì cũng thế. PVC đợt này nó đã cảm giác nó khá là yếu rồi anh chị ạ, bởi vì khi nó đi lên nó không có những cái điểm hỗ trợ, vì thế không có nền hỗ trợ, vì thế khi rơi nó rơi rất là mạnh anh chị nhá. Những cổ phiếu này cũng chưa có những điểm mua, chúng ta không nên đặt cái tài khoản của mình vào trạng thái rủi ro trong khi cái thị trường nó còn chưa ổn định. Thị trường mới có một phiên phục hồi kỹ thuật thì cũng chưa có nhiều điều để nói về thị trường có thể tăng lên luôn không, hay là nó sẽ quay lại nó test đáy, thì chúng ta vẫn nên cẩn thận nhé, chưa nên mở mua mới vội. Đấy. PVT cũng không có gì nhiều để nói. Đến bất động sản thì sau những cái phiên mà rơi mạnh thì nó đã hồi phục rất là mạnh anh chị ạ, rất là mạnh mẽ. Và ASM nó mà là một cái cổ phiếu rất là khỏe thì nó cũng giai đoạn này trong cái nhịp mà điều chỉnh của nó thì nó cũng đã có những cái nhịp mà hồi phục chung với cả thị trường trong phiên ngày hôm nay, thì cũng chưa xuất hiện những cái điểm mua để chúng ta tham gia đâu anh chị ạ. Chúng ta không việc gì phải vội vã để mua những cái phiên đó, phiên như thế này để đem lại cái rủi ro cho tài khoản, nhỡ đâu nó quay xuống nó test lại cái đáy này một lần nữa thì sao. Đấy, thì chúng ta phải đặt ra các tình huống nha các chị nhá. BCG thì như tôi đã phân tích ở những cái video trước, thì cái cổ phiếu này nó là một cái cổ phiếu mà chúng ta đánh dài hạn. Hôm nay nó cũng có những cái nhịp bật chung với thị trường thì chúng ta cứ vui vẻ trước đã. Thì những cái điểm này có rất có khả năng nó sẽ quay lại nó test lại cái đáy số 2 này nhé. Và cái đáy số 2 này thì khả năng thì chúng ta ai muốn bắt đáy thì chúng ta cũng có thể bắt, còn không thì chúng ta cứ chờ đợi nó đi lên đoạn này và nó xây lại cái nền, siết lại cái nền, thì lúc đó chúng ta tham gia cũng chưa muộn nhé các anh chị nhé. Tùy khẩu vị của các anh chị nhà đầu tư chúng ta thôi. Ai mà có khẩu vị rủi ro nhiều thì chúng ta có thể tham gia, còn ai mà có khẩu vị an toàn thì chúng ta cứ đợi nó xây nền tích lũy rồi chúng ta tham gia cũng chưa muộn. Bởi vì chúng ta phải hình dung rằng cái khúc ngon nhất không phải là cái khúc bật từ đáy đi lên cái nền này đâu, mà cái khúc ngon nhất là cái khúc mà từ cái nền mà nó chạy lên những cái phiên để tạo đỉnh nha anh chị nhá. Cổ phiếu sell thì hôm nay chạm cái vùng hỗ trợ thì nó cũng bật lên thôi anh chị ạ, bật lên chung cùng cả thị trường thôi, thì cũng chưa có nhiều điều để nói về những cái cổ phiếu này và nó cũng không xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia. CI thì hôm qua thủng cái vùng hỗ trợ đáy này thì hôm nay nó cũng đã quay trở lại và xác nhận đây là cái vùng đáy của nó, vùng đáy ngắn hạn của nó rồi, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái cổ phiếu này, vì cái cổ phiếu CI nó cũng đang ở trong một cái nền giá nhỏ của nó thôi, nền tích lũy và gom hàng lại của các tổ chức, thì cái cổ phiếu này khả năng nó cũng vẫn phải tích lũy đến tầm tháng 5, tháng 6 thì nó mới có những cái nhịp để nó tăng lại nhé các anh chị nhé. Tiếp đến là cổ phiếu của CKG thì con này hôm trước gãy kênh xu hướng là hơi nặng, vì thế là chúng ta giữ vị thế theo dõi với cổ phiếu này thôi, cũng chưa có những cái điểm mua để chúng ta tham gia. CEC cũng vậy, tất cả các cổ phiếu đều ở đáy đi lên. Nhìn chung các cổ phiếu của thị trường hôm nay đều là những cái cổ phiếu mà đã bị giảm mạnh trong thời gian vừa rồi và nó quay trở lại từ đáy, thì đây không phải là những cái điểm để chúng ta tham gia cho những nhà đầu tư mà có khẩu vị an toàn. Còn anh chị nào mà liều bắt đáy thì anh chị có thể có lãi trong T3, tuy nhiên thì phải bắt được trúng cái đáy này cơ thì khả năng cao mới có lãi, còn không đến T3 thì người ta vẫn sẽ có những cái phiên mà người ta rung rủ lại đấy các chị ạ. DRH hôm nay thì đã có những lúc mà nó, cái cổ phiếu này đã có những lúc DRH đây đã có những lúc mà nó xuống ở mức giá sàn, tuy nhiên thì cái cổ phiếu này nó bình phục cũng rất là nhanh anh chị ạ.
bình phục rất là tốt và nó đã tăng trở lại đến mức giá gần trần, tăng đến 5,82%. Thì anh chị nào mà có khẩu vị rủi ro mà hôm nay bắt được cái cổ phiếu này thì cũng ăn được khoảng 13% đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phương pháp này nó đánh rất là chộp giật, nó không phải là cái phương pháp để chúng ta đánh theo lâu dài được. Anh chị nào mà phân tích kỹ thuật tốt thì các anh chị có thể tham gia những cái phiên như thế này bắt đáy. Còn anh chị nào mà chúng ta mới tham gia, chúng ta chưa chưa phân tích kỹ thuật được tốt lắm thì chúng ta không nên mua cái kiểu mà bắt đáy như thế này. Chúng ta chỉ nên mua những điểm mua an toàn anh chị nhé. DG. Còn các anh chị nào mà chưa có người tư vấn thì anh chị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đang chạy ở dưới màn hình này. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách tham gia Zoom khách hàng VIP để nhận những cái khuyến nghị mua bán trong phiên để anh chị xem xét và tham gia. Chúng ta và có những cái lời khuyên khi các anh chị cần một người hỗ trợ với anh chị nhé. HAR thì cũng chưa có nhiều điều để nói. Cái cổ phiếu này nó bị gãy xuống cái hỗ trợ dưới này thì hôm nay nó có những cái nhịp bật chung với cả thị trường, tuy nhiên nó bật cũng không được mạnh lắm, vì thế chúng ta vẫn giữ vị thế quan sát cái cổ đối với cổ phiếu HAR nhá. HDC cũng tăng từ đáy đi lên, cũng chung với các nhóm ngành thôi. Hà Đô, HQC. HQC như hôm trước tôi cũng đã hướng dẫn các anh chị trong cái phiên livestream, thì chúng ta có thể canh, chúng ta bắt những cái đáy nó rơi về vùng đáy này, chúng ta có thể bắt nhá, bắt chơi vui vẻ thôi, kiếm tiền cà phê. Cái cổ phiếu penny này thì chúng ta chỉ bắt chơi vui vẻ thôi, không phải là những cái cổ phiếu này không phải là những cổ phiếu để chúng ta làm giàu trên thị trường chứng khoán đâu anh chị ạ. Bởi vì nó là cổ phiếu penny, nó đánh mang yếu tố là đội lái là nhiều, vì thế chúng ta chỉ tham gia với một cái vị thế nhỏ thôi, vị thế ít thôi nha anh chị nhá. Hút như những cái lần video trước tôi đã nói thì cổ phiếu hút này nó cần phải có thời gian nó tích lũy lại, chứ không bao giờ có cái chuyện mà nó bị gãy mạnh như thế này rồi mà nó lại đội lái người ta lại đổ tiền vào, người ta đánh lên hình chữ V để các anh chị chốt lãi vào đầu họ đâu nhá. Tất cả các cổ phiếu khi gãy mạnh nó cần phải tìm lại những điểm cân bằng bằng cái nền giá tích lũy các anh chị nhé. Các anh chị nhớ một điều đấy, chúng ta đừng mua với cái kỳ vọng là nó sẽ tăng lên hình chữ V, bắt đáy ở đây và kỳ vọng nó tăng lên đến đây để cho các anh chị chốt đâu. Người ta không dạy gì người ta làm như thế cả, đến T3 về người ta rũ sạch, người ta rũ anh chị xuống lại cái nền cũ luôn. Có thể anh chị bán hòa vốn hoặc là anh chị có thể bị lỗ một chút nếu anh chị cố gắng cầm. Lần sau chúng ta lưu ý cái việc đấy. IDC thì hôm nay đã chạm xuống cái vùng hỗ trợ đáy của nó rồi, và hôm nay cũng là một cái phiên mà nó quay xuống nó test lại đáy thì nó cũng bật lên chung với thị trường thôi. Khối lượng thì nó cũng gần cái mức trung bình, cũng không bằng được cái khối lượng của cái vùng đáy số 1 này đâu. Vì thế chúng ta sẽ, ai mà quan tâm thì chúng ta vẫn cứ theo dõi thôi, chưa phải là những điểm mua. Nếu nó quay xuống nó test lại cái đáy này một lần nữa thì chúng ta mới mở mua mới anh chị nhé. IDG thì hôm nay cũng có một nhịp bật tăng, tuy nhiên thì cũng không có các điểm mua để tham gia. ITA cũng vậy. KBC, KDH chúng ta vẫn phải theo dõi cái phiên ngày mai. Hôm nay cứ vui trước đã, còn mai nó diễn biến như thế nào thì chúng ta lại xử lý tiếp, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. NBB nói chung là không có các điểm mua các anh chị tham gia đâu nhá. Chúng ta cũng đừng dại tham gia sớm, vì chúng ta rất dễ sẽ bị thua lỗ trong những cái nhịp mà mua bắt đáy rồi ăn T3, mua sớm quá nhá. Phân bón hóa chất và thép thì hôm nay BFC thì cũng đang tích lũy lại ở đây thôi. BFC thì cũng đã có cái hai đáy, đã có dấu hiệu tạo được hai đỉnh, xin lỗi mọi người, đã có dấu hiệu tạo được hai đỉnh thì bây giờ nó cũng đang vào một cái pha và tích lũy. Tôi cũng đã vẽ cái hình hộp đa phát tích lũy của nó ở đây rồi. Bởi vì chúng ta sẽ dự đoán cái xu hướng của cổ phiếu thì chúng ta mới phân tích được cổ phiếu nhé các anh chị nhé. Quan trọng là chúng ta phải dự đoán được. Chúng ta phân tích thì chúng ta phải dự đoán ngày mai nó sẽ khả năng cao nó sẽ xảy ra như thế nào. Thì các anh chị nào muốn học cái phân tích kỹ thuật thì các anh chị có thể đăng ký ở cái link dưới phần mô tả của tôi để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành, và tôi sẽ
truyền đạt lại những cái kiến thức mà tôi đã tích góp được trên thị trường trong quá trình đầu tư và những quá trình đi học, để tôi sẽ truyền đạt lại cho các anh chị, để một nhà đầu tư từ F0 có thể rút ngắn thời gian chúng ta đầu tư được cơ bản trên thị trường các anh chị nhé. Chúng ta không việc gì phải tiếc vài cái chúng ta không việc gì phải tiếc những cái khoản tiền mà đóng học phí để đi học, để chúng ta phải chịu thua lỗ nó nhiều hơn nhé các anh chị nhé. Học thì chúng ta sẽ giảm thiểu được thua lỗ đấy, cái gì cũng cần phải có học, học thì mới phân tích được. Còn không, các anh chị phải bỏ rất nhiều thời gian ra, các anh chị nghiên cứu thì các anh chị mới phân tích được. NKG đây, lát thì cũng chưa có gì nhiều để nói. Đấy, nó đang quay trở lại cái vùng kháng cự của nó rồi. Đây các anh chị. Tiếp theo là cổ phiếu của DKM. DKM thì các anh chị có thể nhìn thấy thì nó cũng đang ở trong cái một cái vùng tích lũy lại ở trên cái vùng đỉnh cũ của nó anh chị nhá. Đây, sau khi nó rơi thì nó sẽ tìm lại những cái vùng hỗ trợ của nó, thì nó sẽ tích lũy lại ở đây và nó sẽ có những cái nhịp tăng tiếp theo. Theo tôi dự đoán ấy thì cái dòng phân này nó tăng, nó sẽ khả năng nó sẽ tăng được đến cái đỉnh số 1 hoặc đỉnh số 2 này thì nó mới có thể vào cái những cái pha giảm điểm hoặc là đao nhá các anh chị nhá. Thì khả năng sau cái pha tích lũy này thì nhóm phân này nó sẽ có một cái nhịp tăng. Thì anh chị nào mà đầu tư thì chúng ta canh những cái điểm mà nó test lại ở cái nền này hoặc là nó test lại những cái điểm dưới này để chúng ta mua một chút vị thế trước của cổ phiếu, để chúng ta tham gia ăn những cái đoạn mà nó lên test lại cái vùng này nhá anh chị nhá. DDV thì cũng đang tích lũy lại thôi, tích lũy lại để sẽ có những cái nhịp tăng cùng nhóm phân đạm hóa chất. DGC thì hôm nay đã có một phiên tăng trước rồi, cổ phiếu này khá là mạnh, mới có một đỉnh MACD thôi, thì khả năng cao cái đợt tăng này nó sẽ quay trở lại, nó sẽ vượt cái đỉnh cũ này đấy, rất dễ nha anh chị nhá, vì cổ phiếu đang có xung lực rất là mạnh. DPM thì cũng là một cái cổ phiếu rất là khỏe, nó hôm nay có một cái phiên bứt khỏi cái vùng nền và khả năng thì nó sẽ chuẩn bị nó kết thúc cái chu kỳ mà nó điều chỉnh các anh chị nhá, kết thúc rất là sớm cái cổ phiếu này vì nó mạnh mà. Nó đấy, nó sẽ có những cái nhịp tăng để nó lên, nó test lại cái vùng đỉnh cũ. Đây, cả một vùng này. Đây là cái vùng đỉnh cũ của nó. Nếu thuận lợi thì nó sẽ vượt đỉnh, còn không thì nó sẽ quay xuống, nó giảm điểm các anh chị nhá. Nếu test mà chúng ta phải quan sát kỹ những cái phiên mà nó test lại cái đỉnh cũ đấy. Những cái phiên đấy phải quan sát thật kỹ để xem nó có những cái dấu hiệu mà nó test đỉnh bị xịt không. Nếu bị xịt chúng ta phải thoát ngay cái vị thế để giữ lại cái lợi nhuận, còn không thì chúng ta cầm nắm tiếp. Test thuận lợi, test xịt là như nào? Test xịt là cái khối lượng nó vào nó không đủ và nó không đủ sức để nó bứt phá lên được, thì đấy chính là một cái phiên test xịt nhá, và nó có khả năng nó bị bán ngược như cái phiên này này. Thì các anh chị phải hết sức quan sát và hết sức theo dõi cẩn thận cái cổ phiếu nha các anh chị nhá. Đến cổ phiếu DPM rồi, và bây giờ sẽ là cái cổ phiếu của dòng thép HPG. HPG thì vẫn đang loanh quanh ở đáy thôi, cái cổ phiếu này nó tăng chậm thì nó giảm, nó cũng sẽ giảm chậm các anh chị nhá. Thì nó đang ở cái vùng đáy của nó thôi, cũng chưa có gì nhiều để nói, và chúng ta cũng không nên mua cái cổ phiếu mà nó nặng như thế này, không nên tham gia. HSG thì cũng chưa có gì để nói và chưa có gì để tham gia cả. NKG cũng đã có một cái phiên hồi phục sau khi nó rơi về cái vùng hỗ trợ, thì chúng ta cần phải theo dõi thêm những cổ phiếu này chưa xuất hiện những điểm mua. Bán lẻ Vin và dòng trụ thì BMI hôm nay là một cái cổ phiếu ngành bảo hiểm thì nó cũng có nhịp tăng chung cùng thị trường thôi. BVH thì tăng mạnh hơn, nó đang tiệm cận lại cái vùng kháng cự của nó rồi, thì rất dễ là cái cổ phiếu này nó sẽ phải dừng lại để nó tích lũy, với kỳ vọng là nó sẽ tích lũy sau cái nhịp điều chỉnh này các anh chị nhá, thì sẽ xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia. Quan trọng là cái khối lượng nó phải cạn kiệt đi, khối lượng bán nó phải cạn dần đi, chứ nó mà cao như thế này thì cũng rất khó để chúng ta mở vị thế mua mới các anh chị nhá. Còn khi các anh chị học ấy thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách nhận biết tại sao khi cổ phiếu nó nổ như thế này rồi, nó break lên như thế này rồi,
mà nó lại quay xuống, nó điều chỉnh nhá anh chị nhá. Một là do yếu tố thị trường chung, thứ hai là nó có những cái kỹ thuật để chúng ta nhìn thấy tại sao cái cổ phiếu nó tăng rồi mà nó lại quay xuống, nó điều chỉnh lại nhá anh chị nhá. FPT tăng điểm khá là tốt, các cổ phiếu mà ngành bán lẻ hôm nay cũng thu hút được cái dòng tiền đi vào. DVKG, DGV kép thì hôm nay cũng có những nhịp tăng nhẹ, tăng 3,77 điểm. FPT thì 4, FRT tăng rất là tốt, đã quay về vùng kháng cự rồi. Thì khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ phải dừng lại ở đây thôi, và nó sẽ mở ra một cái biên độ tích lũy. Thì lúc đó sẽ chúng ta sẽ xem những cái cơ hội để chúng ta tham gia cái cổ phiếu này nhá. FRT chạy cũng khá là mạnh rồi. Đấy, cổ phiếu này lên cao rồi, nên là chúng ta tham gia, chúng ta phải tham gia rất cẩn thận nhá anh chị nhá. PEP quay trở lại cái vùng kháng cự, đây là vùng kháng cự của nó rồi, kháng cự của cái đáy trước, à cái đỉnh trước, thì đây chính là cái vùng kháng cự của nó nhá anh chị nhá. PNG quay lại cái vùng kháng cự, đây tất cả các cổ phiếu hôm nay tăng đều gặp cái kháng cự của nó rồi, thì chúng ta rất cần phải theo dõi những cái phiên ngày mai. Cái ngành thủy sản này thì nó vẫn cứ tăng thôi. ANV là một cái cổ phiếu mà chúng ta không nên tham gia đâu nhá anh chị nhá. Nó đã có hai đỉnh MACD rồi. Nó đã có hai đỉnh MACD và phân kỳ âm, thì chúng ta không nên tham gia ở những cái điểm mua như thế này. Ít nhất chúng ta phải chờ đợi nó tích lũy lại để qua cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta mới tham gia cái cổ phiếu như cổ phiếu của Nam Việt nhá. CMX thì tăng trở lại và đến cái vùng kháng cự của nó. Bây giờ cái vùng này, vùng tích lũy này là cái vùng kháng cự của nó rồi, thì chúng ta hãy cùng xem phản ứng của nó như thế nào. Thì nếu mà nó test lại mà không ổn thì nó sẽ rất dễ nó quay lại để nó test lại cái đáy một lần nữa các anh chị nhá. Vì thế chúng ta ở cái vị thế quan sát thôi, không nên mua sớm. IDI cũng vậy, tất cả các cổ phiếu dòng thủy sản nó tăng rất là tốt, tuy nhiên thì cũng không có điểm để chúng ta tham gia. GIL dệt may, đây là hôm nay là một cái phiên tăng 1,16 điểm thì cũng chưa có gì nhiều để nói và cũng không có điểm mua đâu. Nó đã tạo được hai đỉnh MACD rồi, đây một đỉnh và đây một đỉnh, thì các anh chị hãy quan sát để xem cổ phiếu nó tích lũy, nó siết lại thì chúng ta lúc đó chúng ta mới có những cái vị thế để chúng ta mua nhé các anh chị nhé. Phải theo dõi thôi, đợt này chỉ theo dõi thôi, cổ phiếu nào đẹp thì chúng ta mới tham gia. TNG và rút chân rất là mạnh mẽ, đã có lúc xuống đây và rút chân rất là dài, thì hôm nay đã lên lại được cái vùng tích lũy của nó rồi. Thì cái cổ phiếu này chúng ta cũng chưa, nói chung là tất cả các cổ phiếu là chưa có những cái điểm mua an toàn cho anh chị tham gia. Đầu tư công thì hôm nay cũng có những cái nhịp tăng, và cái cổ phiếu FCN này là một cái cổ phiếu mà tôi đã khuyến nghị các anh chị trong Zoom VIP và Zoom cộng đồng có thể đặt các vị thế mua cổ phiếu ở trong những cái vùng giá mà sau khi nó test lại cái nền này, nó rút chân này, nó loanh quanh ở cái vùng giá mà nó đang tổ chức, người ta đang giữ giá này. Đấy, thì hôm nay tôi cũng đã nhắn tin lên Zoom cộng đồng, thì không biết có anh chị nào mà có tham gia được cổ phiếu này đâu. Này không, cổ phiếu này tôi đánh giá là một cổ phiếu rất là mạnh ấy anh chị nhá. Có thể là một cái leader trong cái dòng đầu tư công sắp tới. LCG cũng vậy, cũng là hai cái cổ phiếu mà chúng ta phải lưu ý nhé. HT1 thì về dòng xi măng thì chúng ta cũng có thể lưu ý được cổ phiếu này. Hôm nay rút chân khá là tốt về cổ phiếu của HT1 và nó đã quay trở lại được cái nền giá của nó rồi. Thì chúng ta hãy cùng quan sát kỹ những cái cổ phiếu này, những cái biến động của nó để chúng ta tham gia. Ngoài ra thì tôi sẽ đi phân tích thêm một cái cổ phiếu nữa, đó là cổ phiếu của TTF. Cổ phiếu của TTF cũng là một cổ phiếu mà chúng ta có thể đáng chú ý nhé. Cái cổ phiếu này sau những cái phiên mà rơi thì nó cũng đã dừng lại rồi, và cái khối lượng bán nó cũng đã cạn kiệt đi rất nhiều. Cái cổ phiếu này mà xem cái phiên ngày mai cái lượng bán mà nó cũng không còn nhiều thì rất dễ là tổ chức người ta sẽ đánh nó lên cái đường M20 này nhá. Đến lúc đó thì các anh chị nào cầm hàng quay trở lại cái vùng kháng cự thì anh chị có thể chốt lãi cổ phiếu, còn không các anh chị mà muốn đánh dài lâu thì anh chị có thể xem xét để các anh chị nắm giữ nhá anh chị nhá. Cổ phiếu này cũng rất kỳ vọng về cái tăng trưởng của cái ngành gỗ sắp tới các anh chị ạ, xuất khẩu gỗ đến các nước trên thế giới. Và vừa rồi thì tôi cũng đã đi phân tích các cổ phiếu nổi bật trong các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, bất động sản, phân bón hóa chất và thép, bán lẻ, Vin và dòng trụ, thủy sản, dệt may,
và một vài cổ phiếu của dòng đầu tư công. Thì nếu các anh chị thấy video của tôi đem đến những kiến thức hữu ích thì cũng hy vọng rằng các anh chị sẽ để lại cho tôi một like và một phần đăng ký kênh để những video sau tôi làm được tốt hơn. Còn các anh chị nào cần người tư vấn đầu tư thì các anh chị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại đang chạy ở dưới màn hình. Tôi sẽ hỗ trợ các anh chị, hướng dẫn các anh chị đăng ký, cách đăng ký vào Zoom khách hàng VIP để nhận những cái khuyến nghị về các mã cổ phiếu tăng trưởng và những cái tư vấn nhận định cho anh chị về những cái mã cổ phiếu nào các anh chị đang muốn mua và băn khoăn liên tục ở trong phiên nhé các anh chị nhé. Xin chúc các anh chị nhà đầu tư luôn đầu tư trên thị trường chứng khoán gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.